Italia sẽ không ủng hộ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO can thiệp vào tình hình tại Ukraine, tuyên bố của Ngoại trưởng Italia Luigi Di Maio đưa ra mới đây. Theo Ngoại trưởng Di Maio, sự can thiệp quân sự của NATO vào cuộc chiến ở Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới. Ông mô tả cuộc đối đầu đang diễn ra giữa Nga và phương Tây trong vấn đề Ukraine là một cuộc chiến trên phạm vi thế giới, song may mắn chưa phải là một cuộc chiến tranh thế giới về mặt quân sự. Ông Di Maio đưa ra phát biểu trên khi NATO thông báo tăng cường lực lượng quân sự ở sườn phía đông gần biên giới với NATO, gần biên giới với Nga. NATO hiện có 40.000 binh sĩ ở khu vực này, tăng 10 lần so với vài tháng trước và dự kiến sẽ còn tăng tiếp.